Sang thị nở đi câu cua này các bạn ơi, các bạn có thấy cua không? Thấy không? Ồ, lúc nãy nhiều lắm, đã rớt lại rồi. Tại lúc nãy con vớt chưa tới đó. Xin chào các bạn, mình là Sang. Đây là cái toàn cảnh mà bờ biển ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ các bạn biết là mấy giờ rồi không? 9 giờ tối rồi đó. 9 giờ rồi tối mà không có tối chút nào hết, các bạn thấy không? Đâu có tối đâu. Trời vẫn đang còn sáng trưng và mặt trời vẫn đang là còn nắng gay gắt đó. Nắng nóng á. 1, 2, 3. Ôi cái dây, con giẫm lên cái dây rồi. À, mình đang câu cua bằng cánh gà đó các bạn. Cứ thảy xuống là có cua, cứ thảy xuống có cua. Nhỏ không có bắt, bắt to thôi. Đường cái con mình nó cũng thích ăn ăn cua nữa. Hai mẹ con giống nhau. Bữa nay Sang quay cận cảnh câu cua cho các bạn xem. Cứ thảy cái cánh gà xuống và chờ nó khoảng 5 phút là kéo lên. Thấy có cua không các bạn? Một con, hai con. Hai con to, ba con. Ba con to, ba con to. Ồ. Có cua ha. Dạ. Là tôi nít, ôi, cái này trùng to lắm kìa các. Trùng to ghê luôn ơi. Ôi, từ chân. Đó đây. Nữa. Ua. Nó rớt vào trong kia rồi. Lúc nãy nhiều lắm, nó rớt lại rồi. Dạ. Tại lúc nãy con vớt chưa tới đó. Được có hai con à. Con đực. Dạ. Con cái hay con mái giống nhau? Dạ. Đều là cái hết. Dạ. Ừ. Mình nhỏ vứt đi. Nhỏ vứt đi. Dạ. Nhỏ quá. Oh, con này to mà. Kẹp. Nhỏ con có dám đụng nó không? Con này bỏ ra cho nó bơi. Được rồi. Ông ăn thấy cái chùm to luôn kìa. Đến thui lùi luôn. Coi. Nặng không? Con kéo thấy nặng không? Không. Không. Chùm gì mà đen thui. Rồi. Chùm gì mà đen thui. Chùm cua. có nhẹ không? Nhẹ lắm hả? Đâu nó tụt đi hết rồi. Đâu rồi? Tụt hết không rồi. Này lớp không biết kéo nha. Lần này Sang đi thì cua nó ít rồi đó các bạn. Chứ còn có nhiều lần Sang đi kéo lên cái nặng giỏ luôn đó các bạn. Nhiều lắm luôn. Chân mình đang đứng ở đây là nó tới nó kẹp luôn á. Mà mon cứ chẳng kéo được con nào hết. Để coi con nít kéo có được con nào không nha. Có không? Ê, to to á, chờ á. Ồ, coi lít nó kéo nè. Nó bơi phù lu. Nặng lắm hả? Dạ. Nó kêu là nó cái dây sợi dây rất là nặng. Không, mama nghĩ là nó có rong rêu nó mới nặng thôi. Dục xa hơn. Coi kéo đi. Có đâu? Đây. Mo có thấy đâu? Con thấy. Đâu? Con thấy. Thì sợi dây đấy kéo đi, con kéo đi. Ừ nhờ. Bên kia kéo cái có.
Khi mà đi tới cái biển này thì Giang cũng cảm thấy rất là thoải mái. Rất là thoải mái khi mà được ngắm biển, được bắt những cái con này con kia. Nếu không có bắt cũng không sao, miễn là mình cảm thấy rất là thoải mái và hít thở cái không khí biển đó, rất là dễ chịu luôn các bạn. Và từ nhà Giang mà đi ra đây là đi khoảng 1 tiếng rưỡi mới tới các bạn. Giang đang ở chỗ này là biển bên Hà Lan đó các bạn ạ. Cái bờ biển này được cái là hàu, rồi cua, rồi ốc, rồi có cả bảo ngư, coi hầu như có cả sò huyết ở ngoài xa nữa đó các bạn. Nhưng Giang không có đi dậy ống, không có ra xa nhiều lắm. Các bạn coi có thể cho Giang cái ý kiến là những cái con sứa ở đây này không biết có ăn được không. Giang không có rành về biển, không có biết coi không biết có mấy con này ăn được không á. Nó rớt rồi. Ở kia có nhiều con sứa quá. Trời ơi. Nó rớt à. Cái chừng nó rớt lại kìa con. Té kìa. Nó lết xuống bên, lết xuống bên. Té nó. Lết xuống bên, xếp bằng hàm. Nó đi rồi con. Té nó. Xếp bằng hàm. Nó sứa. Có con nào không? Rớt rồi. Rớt cua rồi phải không? Dạ. Không có con nào hết hả? Không. Ôi, nó rớt xuống. Yeah. Cua ở bờ biển này nhiều lắm các bạn. Tại nó có rất là nhiều gần đá mà. Các bạn có xem video mà Giang bắt hàu á, bắt cua rồi bắt ốc á, thì các bạn sẽ nhìn thấy. Và cái nhưng mà đi qua cái lớp rêu này nè, lớp rêu á, thì nó lại bị rớt lại các bạn ạ. Lần video trước Giang có quay nửa tiếng đồng hồ xong quay sang câu á, được xô cua luôn các bạn. Ở đây có con sứa mà nó đang còn sống luôn nè. Năm nay dịch đó các bạn, bây giờ gia đình mình chỉ có đi được ở trong nước Mỹ hoặc là đi ra khỏi thành phố khác thì đi Hà Lan này thôi là các bạn nè. Chứ còn nếu mà trong dự định của mình á, mình tưởng năm nay là hết dịch này mình được về thăm gia đình rồi, được về Việt Nam rồi. Các bạn thấy cua không các bạn? Đó là nó đã rớt lại sau cái lớp lớp rêu này rồi đó các bạn. Nếu không là nhiều lắm á. Nó cũng bị ấy lại nữa đó. Nó bị bám lại á. Có. Có hai con mà. Để coi nó có vô không? Một con thôi hả? Dạ. Ủa, lúc nãy mama nhìn thấy. Ủa, cũng bắt được luôn hả? Nhỏ. Tưởng cho nó đi luôn rồi chứ ai già cũng bắt được nữa. Ôi ôi. Cho nó có bị vô đám rêu không phải nhỉ? Có kìa. Có mấy con? Có. Một con. Ok. Bữa nay cận cảnh bắt cua nha các bạn, câu cua. Cận cảnh câu cua. Đây nè, con sứa biển đó, nó nhiều lắm các bạn ạ. Nó bò vô trong bờ luôn nè. Đó. Đấy, con vớt lên coi, vớt nó coi. Con này không biết có ăn được không? Kéo nó lên cho. Không lấy được hả? Không. Si ca si ti rek. Con này ở trong cây ra có nè. Đây coi. Mấy con trong kia đẹp không? Con này sao? Đó. Đúng rồi, vớt nó lên con. Lấy lên. Để coi con nào. Thấy nó đang còn sống nha. Ô, sao dày vậy mày? Nè. Trời ơi, dày lắm ông ơi. Tưởng đâu là nó đụng vô nó bể không có đâu, nó dày lắm. Nó là như là một cái miếng xương xương. Jenny, Jenny. Con này nó cắn mình được. Mở bưng ra coi nào. Wow. To quá hả? Ồ, con này nó y như miếng xương xăm vậy đó. Nè. Không biết có ăn được không? Con này người ta làm salad ta ăn được chứ sao mà. Không ăn được hả? Nhưng mà không phải con này, không biết phải con này hay con nào, nhưng mà nó có cái loại mà người ta ăn được. Người ta làm salad. Ôi, con này ăn vô ngứa chết luôn. Không, người ta làm salad ăn. Thôi,
Ờ, nó còn sống luôn nè. Con sống nè. Không đừng đụng. Ừ. Bỏ xuống cho con thả nó đi hả? Ừ. Tưởng đâu đụng con nó bể không có đâu. Nó da nó cũng dày lắm á. Nè, thấy không? Da nó dày lắm á. Mày cái đi vì vốn xin nhà như tin dê lô. Nó mập vậy hả? Nặng lắm, nặng chết đó. Đó. Nó nặng lắm. Con này mà nhiều lắm nha. Ở ngoài kia nó vô quá trời luôn á. Chắc không ăn được rồi. Đây, bỏ vô đây cho Lick nó thả ra ngoài kia. Còn sống á. Vô đây thì nó vướng rêu nó cũng chết thôi con nhỉ. Sống, sống. Đó, nó bơi kìa mấy bạn. Không, chết rồi. Có. Nó đang bơi. Chết rồi. Không. Không chết đâu. Đó. Nó bơi rồi. Chết rồi. Không chết đâu. Nhưng mà nó vô đây nó sẽ chết thôi. Tại nó vừa rêu nó vướng vô á. Chết hả? Cái cục này nhìn nó đen thui lùi vậy, không biết có cua không? Có đó. Vượt con, vượt con. Hứng lên dưới, sau đây. Để con có. Bỏ xuống. Có con nào? À, có. Có nhiều. Có. Nó nảy nặng lắm. Hai con. Lúc nãy cái con sứa kia sang thả xuống nó còn nhỏ hơn con này nữa, con này to gấp đôi luôn đó các bạn. To lắm. Nó nhỏ. Mấy con to. Mấy con to thì nó lại ổn. Nè các bạn. Đấy. Đừng có giận. Và cái nước biển bây giờ là các bạn nhìn thấy nó trong vắt rồi, nó không còn đục như lúc nãy nữa. Lúc nãy khi mà nước nó lên á, thì nó còn đục á. Nhưng mà bây giờ thì trong vắt rồi. Bây giờ là các bạn có thể nhìn thấy những con cua nó đi chơi đó các bạn. Nhưng hiện tại bây giờ thì Sang không có thấy con cua nào nó đi chơi ở đây hết. Đó. Có thể là chờ một thời gian nữa thì cua nó đi lên trên đây á, mình sẽ nhìn thấy những cái con cua nó theo cái rêu nó lên, nó tìm thức ăn ở trong mấy cái đám rêu này nè, thì sẽ thấy nó lên đây đi chơi. Nhưng mà bây giờ thôi, Sang chuẩn bị đi về rồi đó mà các bạn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nhổ neo thôi các bạn ơi. Sang chuẩn bị nhổ neo đây. Vậy là video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Vô Gia Cư ở Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Con chào mọi người đi nào. Chào mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn. Con trai Sang nó ngọng đó. Bye bye mọi người nha.